Chào mừng các bạn đã quay trở lại và sau đây hãy cùng mình điểm qua một vài thông tin chính trong bản tin ngày hôm nay nhé. Tottenham hạ giá bán Harry Kane, Manchester United chốt ngay. Manchester United dứt tình với thủ thành David De Gea. Wolves báo giá Ruben Neves cho Man United. Tottenham hạ giá bán Harry Kane, Manchester United chốt ngay. Tottenham mới đây đã chốt giá bán tiền đạo Harry Kane cho các đối tác. Theo Express, Tottenham sẵn sàng bán Harry Kane với giá 88 triệu bảng, tức chỉ bằng một nửa so với con số 150 triệu bảng năm ngoái. Điều này hoàn toàn dễ hiểu cho Harry Kane, chỉ còn một năm hợp đồng với gà trống. Manchester United hiện là câu lạc bộ theo dõi sát sao động tĩnh của tiền đạo số 1 nước Anh, nhưng vẫn chưa chịu xuống tiền và muốn Tottenham hạ tiếp tục giá bán với tiền đạo của mình. Theo cựu danh thủ Danny Murphy, nếu cán đích trong top 4 Premier League mùa này, Manchester United sẽ có cơ hội lớn để chiêu mộ Harry Kane và đây là nhiệm vụ quỷ đỏ buộc phải làm được. Danny Murphy cho biết, khi được hỏi về tương lai của Harry Kane vài tuần trước, tôi đã nghĩ cậu ấy sẽ ở lại Tottenham. Nhưng bây giờ Conte đã ra đi, đội bóng sa sút, người hâm mộ không hài lòng, đội hình cũng chẳng vui vẻ gì và Tottenham có lẽ sẽ không được dự Champions League một giải tới. Dù sao tôi cũng không nghĩ họ sẽ dự Champions League. Tôi nghĩ như vậy là đủ với Harry Kane. Nếu Tottenham không được dự Champions League, tôi nghĩ cậu ấy sẽ đến Man United. Trong khi đó, tờ Le Parisien đưa tin PSG cũng vừa gia nhập cuộc đua giành chữ ký của Harry Kane. Đội bóng này sẵn sàng chi 88 triệu bảng để có Harry Kane, tránh sự nhòm ngó của các đối thủ. Chelsea cũng là bến đỗ tiềm năng tiếp theo cho Harry Kane, khi câu lạc bộ này cũng có nguồn tài chính dồi dào và có cơ hội cạnh tranh các danh hiệu cao quý trong tương lai. 90 Minutes tiết lộ, vào tháng 5 năm 2022, Harry Kane sẵn sàng gia hạn ở lại Tottenham Hotspur và cảm thấy rất hạnh phúc khi làm việc với huấn luyện viên Conte. Nhưng tình hình đã thay đổi. Hiện tại, Harry Kane đợi đến hết mùa để quyết định tương lai của bản thân. Harry Kane năm nay đã 29 tuổi và khao khát danh hiệu hơn bao giờ hết. Tiền đạo này không ít lần ẩn ý muốn rời khỏi Tottenham khi câu lạc bộ này không thể cho anh những danh hiệu mà tiền đạo đội tuyển Anh mong muốn. Mùa này, Harry Kane ra sân 42 trận, ghi 25 bàn và có 4 đường kiến tạo cho Tottenham. Đây là mùa giải thứ 9 liên tiếp Harry Kane ghi trên 20 bàn trong một mùa. Manchester United dứt tình với thủ thành David De Gea. Sẽ thật khó tin nếu David De Gea vẫn sẽ là cầu thủ của Manchester United vào mùa giải tới, bởi anh đã mắc quá nhiều sai lầm khiến đội bóng phải trả giá. Mắc lỗi trong cả 3 bàn thua trước câu lạc bộ Sevilla, người gác đền Tây Ban Nha hiện đang là chuyên gia mắc lỗi đối với Quỷ Đỏ. Và điều này một lần nữa chứng minh trong trận thua trước Sevilla ở Europa League. Với tỷ số dẫn trước 2-0 trong trận đấu lượt đi vòng tứ kết, thật không may khi Manchester United để thủng lưới 2 bàn đá phản lưới nhà muộn. Cả 2 bàn thua này đều không thể đổ lỗi cho David De Gea. Tuy nhiên, 3 bàn thua trong trận đấu lượt về đều do lỗi của anh. Một đường chuyền lố bịch cho Harry Maguire trong khi hậu vệ này bị bao vây bởi 3 cầu thủ của câu lạc bộ Sevilla khiến Manchester United thủng lưới ngay ở phút thứ 8. Harry Maguire không phải là trung vệ cơ động nhất ở thời điểm tốt nhất và không có thời gian để suy nghĩ. Cầu thủ này hoảng sợ và cố gắng trả ngược bóng nhưng chỉ thành công khi tạo cơ hội đơn giản cho El Nesyri để mở tỷ số. Manchester United sau đó may mắn không để thua thêm bàn nào trong hiệp thi đấu đầu tiên. Nhưng ngay đầu hiệp 2, họ đã thủng lưới với một phần nguyên nhân là từ chính thủ thành này. David De Gea đã không đủ quyết đoán lao ra và kiểm soát khu vực của mình khi một quả đá phạt góc được thực hiện. Anh cũng không chọn vị trí tốt để nhảy lên bắt bóng và để có một cú đánh đầu đi qua người. Và bàn thắng thứ 3, mới đáng nói, David De Gea dường như đã cố gắng lao ra ngoài khu vực của anh, thực hiện một pha phá bóng hụt và tạo cơ hội cho El Nesyri ghi bàn. Thủ môn quét ư? Dựa trên bằng chứng này, anh ấy đang ở cách xa điều đó nhất có thể và thật khó để làm thế nào anh ấy sống sót qua điều này. Quá nhiều lỗi lầm. Mùa giải đỉnh cao nhất trong sự nghiệp của David De Gea là 2017-2018. Sau đó, số lỗi dẫn đến bàn thua của anh đã xuất hiện thường xuyên hơn. Mùa 2018-2019, David De Gea mắc 4 lỗi ở Premier League và 1 lỗi ở Champions League. Tới mùa 2019-2020, anh có 3 lỗi tại Premier League và 1 lỗi tại Cúp FA. Mùa 2020-2021, con số này chỉ là 1 lỗi tại Premier League. Mùa giải 2021-2022, David De Gea có 1 lỗi tại Premier League và 1 lỗi tại Champions League. Và tới mùa này, con số đã là 3 với 1 lỗi tại Premier League, 1 lỗi tại Europa League và 1 lỗi tại Cúp FA. Tính trên mọi đấu trường, không có thủ môn nào của một đội Premier League mắc nhiều lỗi trực tiếp dẫn đến bàn thua ở trong cùng quãng thời gian như vậy. Đó mới là theo cách tính của ông ta. Lỗi trực tiếp dẫn đến bàn thua chỉ tính từ những lỗi bắt bóng lỗi để lọt hoặc truyền thẳng trực tiếp vào chân người ghi bàn. Còn những lỗi gián tiếp, chẳng hạn như là truyền vào chân đối phương mà đối phương phối hợp 1 tới 2 nhịp với đồng đội thì hiện tại chưa có nguồn nào thống kê. Nếu có thì David De Gea chắc cũng chẳng kém gì ai. Về tỷ lệ cứu thua của David De Gea, kể từ khi có trang web thống kê chính thức XG on target ở Premier League và các giải châu lục con số như sau. Mùa 2020-2021, Premier League trừ 3,9, Champions League 0,9, Europa League dương 2,7. Mùa 2021-2022, Premier League
0.2, Champions League 0.7, mùa 2022-2023, Premier League 3.2, Europa League 0.1. Trong khi ở mùa giải đỉnh cao 2017-2018 của David De Gea, những con số này là không lỗi trực tiếp dẫn đến bàn thua. XG cứu thua ở Premier League là dương 12.1, còn XG cứu thua ở Champions League là dương 4.3. Manchester United có nên dứt tính? Theo những thông tin gần đây, David De Gea sẵn sàng giảm lương để ký hợp đồng mới với Manchester United. Và Quỷ Đỏ dường như cũng muốn giữ anh lại khi huấn luyện viên Ten Hag ngợi khen đây là thủ môn toàn diện nhất thế giới. Nhưng sau màn trình diễn tệ hại trước câu lạc bộ Sevilla, có lẽ ban lãnh đạo của Manchester United sẽ phải xem xét lại nghiêm túc với việc ký hợp đồng với thủ thành này. Trang Goal nhận định đã đến lúc Quỷ Đỏ cần nói lời chia tay David De Gea trong mùa hè năm nay. Trang này viết, David De Gea đơn giản là không đáp ứng được yêu cầu của bóng đá hiện đại. De Gea không có kỹ năng chơi bóng mà một thủ môn hàng đầu cần có vào năm 2023. Không phải ngẫu nhiên khi Manchester United đang quan tâm đến Ilan Meslier, David Raya hoặc Diogo Costa. Đây là những người gác đền trẻ, chơi chân giỏi và quen với lối chơi đẩy cao đội hình, luôn chuyển bóng từ tuyến dưới. David De Gea là trụ cột, là công thần của Manchester United trong nhiều năm qua. Không phải ngẫu nhiên mà anh có tới 4 lần được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất năm của Quỷ Đỏ. Nhưng bóng đá hiện đại yêu cầu rất cao về khả năng chơi chân của thủ môn, mà David De Gea thì lại không có đủ thời gian để khắc phục được khuyết điểm này khi anh đã 32 tuổi. Chính vì thế, một cuộc chia tay là điều không thể tránh khỏi. Wolves báo giá Ruben Neves cho Manchester United. Tờ Telegraph cho biết, Ruben Neves, mục tiêu theo đuổi của Manchester United sẽ có giá khoảng 40 triệu bảng vào mùa hè này. Telegraph tiết lộ, Wolves đã ra giá khoảng 40 triệu bảng cho tiền vệ Ruben Neves và gần như chấp nhận khả năng đánh mất cầu thủ ngôi sao của họ khi mùa giải năm nay kết thúc. Tiền vệ này chỉ còn hơn một năm trong hợp đồng với câu lạc bộ chủ quản và các cuộc đàm phán gia hạn đang bị đình trệ. Họ sẽ không ngăn cản Ruben Neves rời đi nếu nhận được một lời đề nghị phù hợp. Các bên đều nhìn nhận ra rằng Neves cần chơi bóng ở đấu trường Champions League. Một năm trước đây, Ruben Neves đã lọt vào tầm ngắm của Arsenal và Barcelona. Có những thời điểm tiền vệ người Bồ Đào Nha được định giá hơn 60 triệu bảng. Vào thời điểm này, Wolves đã có Matheus Nunes, tân binh 38 triệu bảng đang thi đấu xuất sắc và vừa ghi một bàn thắng tuyệt đẹp vào lưới của Chelsea. Màn trình diễn của Nunes có lẽ khiến huấn luyện viên Julen Lopetegui an tâm hơn trong việc thay thế Neves. Trong khi đó, huấn luyện viên Erik ten Hag đang nỗ lực gia cố hàng tiền vệ của mình. Rõ ràng khi nhận được báo giá từ Wolves, Manchester United cần cân nhắc để có một cuộc đàm phán trực tiếp với Neves trong thời gian tới.